xin được trở Dạ. lại với chương trình Kiến thức kỹ thuật gia đình và xã hội qua phần trình bày của ca sĩ Huy Hoàng. Và bây giờ là cái đề tài là công việc thông dịch viên tại gia. Nhưng mà Huy Hoàng ơi, cái gì cũng vậy, khởi sự Vạn sự khởi vạn đầu sự nan. khởi đầu nan, cái gì cũng khó, lúc bước đầu cũng khó khăn, cũng cần có người nắm tay đưa đưa mình đi. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà mình không có ai nắm tay mình hết, mình cứ đi liều, rồi mình đi sai đường, rồi lại quay đi đường khác, rồi nó cũng đi mãi thì cũng tới La Mã thật đó, nhưng mà nó mất rất là nhiều thời gian. Có cách nào Huy Hoàng giúp cho những người mà muốn, ví dụ như có những quý vị khán thính giả đang theo dõi của chúng ta, có thể là toàn quốc Hoa Kỳ, làm cách có thể chỉ cho cái email của Hoàng để mà Hoàng có thể hướng dẫn họ những bước đầu được không? Dạ, Huy Hoàng xin sẵn sàng để có thể có cái email để quý vị có thể liên lạc với Huy Hoàng. Quý vị có thể liên lạc với Huy Hoàng ở cái địa chỉ email là Huy Hoàng, rồi nhớ cái dấu chấm nữa, Huy Hoàng chấm 4 con số 9, 9999 @yahoo.com. Huy Hoàng chấm 9999 @yahoo.com. Và những quý vị nào có ý định muốn làm công việc này thì xin liên lạc với Huy Hoàng để Huy Hoàng hướng dẫn. Và Julie xin nhắc lại một lần nữa là những cái này Huy Hoàng làm tình nguyện, làm tự nguyện làm, chứ không có được một cái lệ phí nào qua cái sự giới thiệu quý vị qua cái công ty này cả, qua cái công việc làm này cả. Dạ. Vì thế xin quý vị cứ trực tiếp liên lạc với Hoàng, đừng gọi cho Julie, tại Julie cũng sẽ phải gọi qua với Hoàng. Thì lúc đó lại mất thời giờ của quý vị. Còn những người mà muốn trở thành thông dịch viên hữu thể tại tòa án rồi sao em? Dạ. Họ chỉ biết là họ phải qua một cái lớp huấn luyện, xong rồi phải đi thi khác nữa và để lấy certificate, gọi là certified Dạ. Thì interpreter. cái đó thì nó là một cái chương trình riêng. Ngày xưa thì ở trường Cal State Fullerton có cái chương trình để chúng ta học trở thành cái lớp huấn luyện viên Thông dịch viên hữu thông dịch thể, viên hữu thể của tòa. Certified interpreter Mà hả? sau này thì cũng có thầy Thomas cũng ở cái thành phố Westminster này cũng có dạy. Huy Hoàng cũng học từ thầy Thomas ra mà. Ở Cal State Fullerton rồi có học của thầy Thomas nữa. Nhưng mà cái chuyện đó đó Huy Hoàng đã từng thấy rất là nhiều người là vì họ yêu cái ngôn ngữ, họ muốn trở thành thông dịch viên. Rồi nếu như mà chúng ta làm ngay vô cái việc là trở thành thông dịch viên của tòa đó thì nó hơi khó. Cho nên cứ nếu mà quý vị vẫn yêu muốn làm nghề thông dịch viên thì quý vị cứ bắt đầu bằng công việc là làm thông dịch viên ở nhà trên điện thoại để chúng ta sẽ làm quen dần đi với cái công việc thông dịch. Tức là khi mà thông dịch thì nó có, như chị đã làm thông dịch viên của tòa là chị biết nó có ba cái cách để mà thông dịch. Thứ nhất là chúng ta dịch qua văn bản, đúng không? Đúng Là rồi. nhìn một tờ giấy rồi chúng Thì đó ta là dễ quá dịch nó ra rồi. thì nó dễ. Rồi nó có hai cái phần thông dịch rất là khó để mà chúng ta làm việc ở tòa án, tức là thứ nhất nó gọi là consecutive interpretation, tức là chúng ta phải dịch tiếp nối đó, tức là cái người này nói một câu rồi mình phải lấy tờ giấy và cái viết mình ghi chú rồi mình dịch lại cái câu đó. Rồi thí dụ như cái người nó nói câu quá dài thì mình phải có cái cách nào đó để mình ghi chú, Tốc mình ký đó, ghi giống như nó gọi tốc là tốc ký. ký, giống như là note taking đó. Rồi cái phần thứ ba nó là simultaneously. Cái đó mới Simultaneous là khó khó là nhất. có nghĩa là dịch song song luôn. Thí dụ bây giờ chị Julie nói một câu thì em cũng phải dịch song song Sát với chị luôn. để cho không mất thời giờ của tòa án. Đó. Thì khi mà chúng ta làm việc ở nhà ở trên điện thoại đó, chúng ta sẽ có cơ hội để mà chúng ta thực tập cái việc làm là That's a good consecutive. idea. Tức là cái người kia, người Mỹ ở bên đường dây ghi nói thì mình sẽ có giấy bút mình ghi ghi xuống hết. Đó, rồi bắt đầu mình dịch lại cho người Việt Nam mình. Rồi ngược lại người Việt Nam mình nói tiếng Việt Nam mình cũng lại ghi. Rồi mình lại dịch sang tiếng Mỹ cho cái người bên kia. Sau khi mình làm một thời gian thì mình sẽ quen dần đi với những cái phương pháp dịch đó. Rồi chúng ta sẽ tiến dần lên là làm thông dịch viên của cái ngành của chị là medical, là về y tế, gọi trả lời những cú điện thoại ở trong nhà thương chẳng hạn. Mà lương sao? Lương Chị thực tế lắm. hả? Tại vì khi mà Julie làm thông dịch viên ở tòa đó cách đây cũng khá lâu rồi, và cái lương trả cũng cũng tốt lắm chứ không có phải là trả thấp đâu. Nhưng mà sở dĩ phải bỏ là tại vì cũng có những cái vấn đề gia đình cho nên phải bỏ. Chứ còn nếu mà nói mà làm cái công việc đó, Huy Hoàng nói một câu nó rất là đúng, là có những người rất là yêu
yêu linguistic, những người mà thích là yêu ngôn ngữ. Hầu những người, có những người rất có khiếu về ngôn ngữ, họ học bất cứ ngôn ngữ nào họ cũng học rất là nhanh, và tuy nhiên đôi khi không có một cái môi trường để thực tập. Thì đây là một cái môi trường để quý vị vừa thực tập mà kiếm được vừa, tiền. Vừa kiếm được tiền. Và nếu quý vị nào còn biết cả tiếng Tây hoặc là biết cả tiếng Tây Ban Nha thì lại càng tốt hơn nữa. Dạ đúng rồi. Mình không có thể làm thông dịch viên nhiều hơn là một ngôn ngữ. Đúng rồi. Tại vì Julie biết, tuy Julie có những chị bạn nói 4 ngôn ngữ, và vì thế cho nên tuy nhiên đôi khi chị nói chứ trời ơi chị muốn thực tập quá mà chị không biết kiếm ai thực tập. Lâu lâu lôi con em này ra thực tập tiếng Tây rồi chị em nói tiếng Tây, chị nói tiếng Anh, hai chị em cứ lộn xộn. Đây là một cách để mà chúng ta thực tập để mà duy trì cái ngôn ngữ mà mình yêu thích. Em tin rằng là hiện giờ chị đã Julie đang nói chuyện và em cũng đang nói chuyện là có rất nhiều người ở dưới đó đang thắc mắc và đang rất là tò mò làm sao đây, làm sao để mà cứ làm được. Cứ email cho Huy Hoàng, quý vị ơi, đừng gọi cho Julie. Tuy nhiên nếu quý vị cần bảo hiểm nhân thọ thì lúc đó quý vị gọi Julie, nhưng mà xin đừng gọi Julie để về những công việc này, xin email thẳng cho Huy Hoàng là huyhoang.9999@yahoo.com, và Huy Hoàng sẽ hướng dẫn cho quý vị cách thức làm sao để bắt đầu công việc. Và một lần nữa Julie sẽ nhắc lại, Huy Hoàng không hề có một lệ phí nào qua những cái sự này cả, tất cả làm là đều do từ Huy Hoàng muốn giúp đỡ cho người cộng Việt Nam của chúng ta mà thôi. Cảm ơn Huy Hoàng rất là nhiều về những công việc của em đã làm. Dạ, không có chi, cảm ơn chị đã cho em có cơ hội để lên làn sóng của Little Sài Gòn TV, và đặc biệt là cái chương trình em rất yêu thích bao năm nay, kiến thức y khoa rồi xã hội và gia đình nữa, rất là hữu ích. Julie có nói với Huy Hoàng rồi, em đừng có mong là thoát chết thoát nạn với chị, là tại vì Julie sẽ cố gắng để mà theo dõi với Huy Hoàng có những cái công việc Huy Hoàng làm hàng ngày, có những điều gì mà chúng ta cần Huy Hoàng cần chia sẻ với cộng đồng Việt Nam của chúng ta khắp nơi, thì lúc đó chúng tôi hai chị em chúng tôi sẽ cùng nhau lên để chia sẻ những cái kiến thức đó với quý vị. Có một điều mà mình nên nhắc nhở ngay tại bây giờ tại Orange County, tại Westminster, trong những tuần lễ vừa qua chắc chắn thì ai cũng nghe đến những câu chuyện mà bị giật dây chuyền, bị giật bóp. Một lần nữa, chúng tôi không phải là cố vấn về pháp lý hay là về luật sư hoặc là cảnh sát viên, tuy nhiên cũng nhắc nhở với nhau là nếu những quý vị nào thường hay đi chợ hoặc là buôn bán ở chợ, đừng đeo những nữ trang có giá trị, tại vì thật sự ra đó là những cái điều mà làm cho kẻ gian họ tiến gần mình hơn, và nên học những cái cách tự vệ, cái phương pháp tự vệ, là nếu mà người nào mà ấy cái cổ mình thì phải làm sao, phải đỡ làm sao, phải gồng làm sao và phải tấn làm sao. Cũng là một lần nữa, chúng ta những cơ sở thương mại nên có máy quay phim. Đúng rồi. Hoặc là quý vị có thể thấy những người nào mà có ý đồ ăn trộm ở ngoài đường hay là giật bóp gì đó, quý vị phải chụp hình ngay. Những cái đó thì lại được tòa chấp nhận được. Quý vị, tại vì quý vị đang cái điều đó sẽ giúp cho cảnh sát nhận diện được và đi tìm được cái hung thủ. Dạ vâng, hiện tại bây giờ thật ra là những cái khi mà nó xảy ra như vậy, nếu mà một người nào đó nhanh trí lấy cái máy cái phone của mình ra, hiện tại bây giờ chắc cái phone nào cũng có cái máy chụp hình hết, chụp ngay cái kẻ gian đó và sẽ giúp cho cảnh sát rất là nhiều để mà bắt ngay những kẻ gian đó trước khi họ tấn công một cái người nạn nhân khác ở một nơi khác. Và tuy nhiên chúng tôi cũng xin mượn làn sóng này để nhắc nhở với tất cả mọi người, nhất là quý cụ, khi đi ra chợ đừng có đeo những đồ nữ trang quý giá, tại vì họ giật mình, cái mất của là một chuyện, nhưng mà nếu lỡ quý cụ ngã đập đầu hoặc là đụng gãy xương gãy chân thì lúc đó khi mình lớn tuổi rồi thì cái sự hồi phục nó lại càng lâu hơn nữa. Cảm ơn Huy Hoàng rất là nhiều, và chắc chắn rằng Huy Hoàng sẽ trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội trong tương lai. Xin cảm ơn chị Julie đã cho em lên làn sóng này. Xin cảm ơn quý vị. Và một lần nữa xin quý vị liên lạc trực tiếp với Huy Hoàng qua email là huyhoang.9999@yahoo.com, huyhoang.9999@yahoo.com. Và nếu như muốn gặp trực tiếp Huy Hoàng thì xin ra là cầm mỗi tối thứ bảy thì sẽ gặp Huy Hoàng ở đó.
bằng xương bằng thịt. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.